Hello xin chào mọi người mình là Đức Phúc trên đây. Thì hôm nay mình lại được uh, bà ngoại của mình mua cho mình thêm năm bộ lớp năm phiên bản lớp 4 nhá đây. Đó đây là những cái số bộ lắp ghép mà mình uh, mới được bà mua uh, lúc sáng. Khi bà mình về thì đã ta tặng cho mình năm bộ lắp ghép. Mình cũng cảm ơn bà ngoại rất cũng rất là nhiều. Đây, năm hai chiếc xe vẫn còn. Này hơn nữa là cái đầu xe tải hạng nặng mình đã được nâng lên một chút rồi nâng to lên cho nó rộng nhé và sắp tới là mình sẽ lắp ráp bằng cái bộ lắp ráp lớp 5 phiên bản kiểu rất là giống lớp 4 nha nhìn cái màu này không khác gì lớp 4 luôn Nhưng mà có rất là nhiều chi tiết mình đã bày ra à nhiều hơn. mới mua xong còn đây là hai hộp bờ. đây ba hộp mình mới mua đây đó ba hộp này này mới này và đây là hai hộp ở đây nữa ừ. phiên bản lớp 5 nhé này. đây là cái nhãn dán của hộp đó lớp 5 có cái hộp cũng giống lớp 4 phết đấy trên bàn có cả đống rồi. đó ngày hôm nay mình chỉ có khoe những cái thứ này thôi. Này hôm nay mình được thêm năm bộ lớp 5 nữa để mình sắp tới mình sẽ làm một chiếc xe tăng uh, súng pháo hạng nặng nè hoặc là cần cậu tháp nhá. ok thì uh, nào mình làm những cái mô hình đó thì mọi người nhớ hóng nha ok bye bye mọi người và clip đến đây là kết thúc rồi bye bye mọi người nha